Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topka VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe MG RX5, chiếc xe crossover gầm cao 5 chỗ ngồi đang xả cực kỳ mạnh của bên phía MG. Mà trong video ngày hôm nay, dịp ngày 14 tháng 11 năm 2024, loanh quanh 1/2 của tháng đã trôi qua rồi. Video này thì Topka VN sẽ cập nhật về chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này tiếp tục duy trì xả cực kỳ mạnh dành cho từng phiên bản của MG RX5. Có phiên bản đang xả lên tới hơn 200 triệu đồng và giá xe của nó cũng chỉ nhỉnh hơn 500 triệu đồng một chút thôi, cũng chỉ ngang với những chiếc xe bản thiếu của phân khúc cỡ A, ví dụ như là Kia Sonet hay là chiếc xe Hyundai Venue thôi. Dòng xe MG RX5 này thì kiểu dáng thiết kế nhìn bên ngoài cực kỳ là thể thao và nịnh mắt. Ngoài ra nữa, nó rộng rãi, nó thoải mái, là một chiếc xe mà tại thời điểm ra mắt được định hình cạnh tranh với những cái chiếc xe ví dụ như là chiếc xe Honda HR-V hay là Mazda CX-5 hay là Toyota Corolla Cross. Dòng MG RX5 này thì bên phía hãng đang phân phối với hai phiên bản thôi. Một là MG RX5 phiên bản standard hay còn gọi là phiên bản tiêu chuẩn. Đây cũng là phiên bản hiện tại đang có chương trình khuyến mại xả rất rất mạnh. Và thứ hai là MG RX5 phiên bản luxury. Cả hai phiên bản này thì nó đều sử dụng là máy 1.5 turbo và sử dụng hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp số. Tại thời điểm này, mỗi phiên bản cụ thể có chính sách giá bán khuyến mại lăn bánh tốt nhất như thế nào, mình xin phép cập nhật chi tiết luôn để anh chị chúng ta xem xét. Đầu tiên là MG RX5 phiên bản standard. Đây là một cái phiên bản mức giá rất đáng để chúng ta chú ý. Với mức giá niêm yết đề xuất của nó đang là 739 triệu đồng. Những anh chị khách hàng nào mà chúng ta ở khu vực miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh nhá, đại lý vẫn đang duy trì giảm về tiền mặt, xả lên tới 209 triệu đồng, có tặng thêm dán kính, trải sàn cùng camera hành trình. Giá xe còn lại của nó là 530 triệu đồng thôi. Những anh chị khách hàng nào mà ở Hà Nội, ở miền Bắc này, đại lý đang bán nhỉnh hơn là 584 triệu đồng, nhưng chúng ta sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh chị nhá. Giá còn lại theo tùy từng khu vực như vậy. Mình có nhẩm qua lăn bánh ở tỉnh phía Bắc là 661 triệu, ở Hà Nội là 696 triệu, ở tỉnh phía Nam là 607 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 627 triệu đồng. Ở tỉnh phía Bắc là 661, ở Hà Nội là 696, ở tỉnh phía Nam là 607 và thành phố Hồ Chí Minh 627 triệu đồng theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Lăn bánh ở khu vực tỉnh phía Bắc và ở Hà Nội theo cái giá mà mình vừa đọc là đã có 1 năm bảo hiểm thân vỏ ở đây rồi anh chị ạ. Một chiếc xe mà nhìn kiểu dáng thiết kế rất là rộng rãi, thoải mái, option của nó thì cũng rất là ok, mà giá xe hiện tại còn có 530 triệu đồng thôi. Máy thì máy turbo, hộp số thì ly hợp kép 7 cấp số, bốn bánh thì đều là phanh đĩa rồi, đèn pha cốt của nó cũng là dạng đèn led luôn ấy anh chị ạ. Đèn pha cốt là dạng đèn led nhá. Gương chiếu hậu là gương gập điện chỉnh điện, có sấy gương, có cả cửa sổ trời toàn cảnh luôn anh chị ạ. Mà ghế của nó nhá, cả ghế lái cả ghế phụ của nó đều là điều chỉnh điện luôn. Ghế lái thì điều chỉnh điện là 6 hướng, còn ghế phụ thì điều chỉnh điện là 4 hướng. Màn hình giải trí của nó lên tới kích thước là 14.1 inch luôn. Số loa thì được trang bị là 6 loa, có cả cruise control mà tính năng ga tự động đi đường trường đường dài rất là cần thiết luôn. Có cả camera lùi, có cả cảm biến áp suất lốp luôn. Số túi khí thì cũng được trang bị tới 4 túi khí cho cái phiên bản này. Rất đáng quan tâm với cái mức giá xả như thế này và những cái option mà mình vừa nêu nhanh qua như vậy đúng không ạ? Còn nếu như mà có nhu cầu lấy trả góp của MG RX5 phiên bản standard này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 183 triệu, ở Hà Nội là 218 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 203 triệu đồng. Ở tỉnh là 183, ở Hà Nội là 218 và thành phố Hồ Chí Minh là 203 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là MG RX5 phiên bản standard và phía trên là MG RX5 phiên bản luxury. Bản luxury là một phiên bản mức giá niêm yết đang là 829 triệu đồng. Giá này thì cũng bằng với cả Mazda CX-5 đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại thì đại lý đang xả về tiền mặt nhá là 150 triệu đồng tiền mặt cho cái phiên bản luxury đầy đủ option này. Giá xe còn lại 779 triệu. Luxury MG RX5 lăn bánh ở tỉnh là 761 triệu, ở Hà Nội là 801 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 785 triệu đồng,
ở tỉnh là 765, ở Hà Nội là 801 và thành phố Hồ Chí Minh là 785 anh chị nhá. Bản Luxury này cũng là xe sản xuất 2024, và nếu như mà chúng ta có nhu cầu lấy trả góp bản này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 222 triệu, ở Hà Nội là 258 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 242 triệu đồng, ở tỉnh là 222, ở Hà Nội là 258 và thành phố Hồ Chí Minh là 242 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là hai phiên bản, hai sự lựa chọn về chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi, kiểu dáng thiết kế thể thao cá tính và cực kỳ là nịnh mắt. Không gian bên trong rộng rãi thoải mái, option trong tầm tiền này thì chắc không chiếc xe nào đọ được với chiếc xe MG RX5 này. Anh chị nào mà chúng ta quan tâm đang cần một chiếc xe như thế này, cần lái thử, cần trải nghiệm thực tế thì cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.